đánh giá cao tiềm năng của Cuba trong các lĩnh vực y tế, đào tạo y bác sĩ, sản xuất vaccine, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị Thủ tướng Mario Cruz quan tâm chỉ đạo các bộ ngành địa phương của Cuba hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm, đẩy mạnh hợp tác với thành phố trong phát triển các lĩnh vực này. Thưa quý vị, đẩy mạnh xem xét xử lý trách nhiệm của chính các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử nếu có sai phạm, không phát hiện sai phạm hoặc là phát hiện mà xử lý không nghiêm. Vâng, đây không chỉ là bước đột phá trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua mà còn là việc hiện thực hóa yêu cầu đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần